Rồi Tùng chào mọi người nha. Hôm nay Tùng lại làm cho mọi người hai con máy, đó là hai con Sina FD nha mọi người nha. Thì hai con này thì ngưng sản xuất rất là lâu rồi. Thì Tùng cũng săn được hai con này. Thì hôm nay Tùng làm clip này dành cho những anh nào mà muốn sưu tầm con này và muốn chơi lại con này mọi người ạ. Thì con này nó sẽ chạy trên nền tảng là 4 building mọi người. Trong hai con này sẽ có một con đẹp hơn nha, nhưng mà hoạt động thì êm mượt như nhau đấy. Thì hai con này nó sẽ đồng giá nhau luôn trong clip này nha mọi người nha. Này đây là chỉ số dây của nó này, 10 lb này mọi người, 12 là vào 160 nè đấy, có kim loại nè. Thì những cái dòng này mọi người có thể câu được nước mặn được nha mọi người nha, tại vì dòng Shimano thì câu được nước mặn bình thường đấy, hoạt động thì bình thường nha mọi người nha. Dòng này thì ngưng sản xuất lâu rồi đấy, khó đổi chiều này, trước này sau này đấy. Con này thì khó đổi chiều bình thường nha. Con đầu tiên ngoại hình của nó này mọi người đấy, ngoại hình của nó này, phần thân hai bên này của nó thì còn đẹp nha mọi người nha, chỉ có miếng ốp ở dưới nó chạy thôi. Tại con này sản xuất nó cũng lâu rồi mọi người, quan trọng là mình cứ xài kỹ không thôi. Đấy. Đây là hai phần càng nó nè, bên này nó có chóc cái phần sơn nó nè mọi người, sơn nó này, này sơn nó nè. Bên này thì ít chóc hơn này. Tôi sẽ làm kỹ với mọi người nha. Ở đây là phần nhựa nó bình thường mọi người, cói nó này, có nó thì cũng bình thường nha. Chung là nó là màu xanh, nhựa composite là màu xám này mọi người, xám đen mọi người, chạy trên nền tảng 4 building này. Thiết kế tay quay thì bằng kim loại này mọi người, đấm cầm bằng nhựa này, và tay quay rất là dài nha mọi người nha. Nó dài hơn những cái dòng Sina 2019 bây giờ mọi người, nó rất là dài. Đấy, nói chung quay thì êm mượt. Nắp cói này mọi người, nắp cói thì nó có bị chạy viền nha, hoạt động thì bình thường hết mọi người, điều quá nó có bị chạy xước thôi. Những cái dòng này hiện tại bên Sài Gòn thì người ta sẽ săn dao động là khoảng 600-650 một con nha mọi người nhé. Thì bên trong nó này, cái tạo âm thanh nó là bằng kim loại nha mọi người nhé. Tôi săn được hai con này. Chung là con này thì được nhiều anh em săn lắm mọi người. Thứ nhất là nó là một dòng nó ngưng sản xuất rồi mọi người. Thứ hai là nó kéo cá rất là khỏe luôn. Nó dòng FD nha mọi người. Chung lâu lâu Tùng lại, đợt trước Tùng cũng về mọi người nhưng mà Tùng bán hết rồi. Lần này Tùng về thêm hai con. Rồi. Thì con này thì giá của nó là 650 nha mọi người nha, 650. Rồi. Tiếp tục với con này. Thì cái con này nó sẽ đẹp hơn cái con kia. Nhưng mà giá Tùng cũng nói mọi người là hai con này đồng giá 650 hết. Đấy, con này đẹp hơn mọi người nhìn này. Con này đẹp hơn, xuất sắc hơn con kia. Đấy. Nó có trầy phía trong máy này. Này, chỗ này thì không có trầy mọi người, rất là đẹp. Này, cái này đẹp hơn con kia rất nhiều luôn nha mọi người nhìn này. Nhưng mà Tùng vẫn bán giá 650, tại vì con này Tùng thu khách một cặp á mọi người này. Hai con này Tùng thu khách là 580 nên Tùng bán cho mọi người là 650 nha này. Đấy, con này cũng đẹp hơn con kia, giống như trong đầu clip Tùng nói người là Tùng sẽ bán đồng giá 650. Đấy, Tùng không bán hơn, giống cái con này đẹp Tùng bán hơn Tùng không bán. Nè, 650 đồng giá hai con nha mọi người nha. Này, cho người coi con này luôn, gõ bên trong người coi luôn. Đấy, cói nó hoạt động bình thường nha. Tùng chỉ về được hai con thôi mọi người đấy. Này. Anh em thích cái cặp này thì chốt cả cặp luôn nha mọi người nhé, 650. Thì hai con này nó sẽ là 1 triệu
1,3 triệu nha. Thì hai con này nếu mọi người mua thì mọi người đặt cọc cho Tùng là 200.000 nha mọi người nhé, tại mỗi con sẽ là 100.000 đấy. Quay cho một con, hai con hoạt động êm mượt như nhau thôi, con này thì nó đẹp hơn con kia. Đấy, ok, cói con này cũng đẹp hơn con kia nha mọi người nha. Nói chung con này đẹp hơn con kia, giá thì đồng giá nhau 650. Anh em mua lẻ Tùng cũng bán, mua cặp Tùng cũng bán luôn nha. Đấy, anh em nào thích sưu tầm thì lấy cả hai con luôn, còn anh em nào thích con nào đẹp thì lấy một con cũng được luôn. Đấy, Tùng bán sao cũng được hết. Này, rồi thì hai con Sina FD này trong clip này Tùng bán là 650 đồng giá một con nha mọi người nha. Mọi người lấy hai con là khoảng 1,3 triệu. Đấy, anh em nào trong sớm thì báo Tùng. Nè, con này đẹp hơn, con này không đẹp bằng nha mọi người nha. Rồi ok, nếu người thấy hay đỡ lọc like một ký giúp Tùng nha. Đấy, đỡ có thể theo dõi nhiều clip mới của Tùng nhiều hơn. Thì Tùng sẽ cố gắng tuần sau thì trong tuần tiếp theo Tùng sẽ cố gắng ra từ 2 đến 3 cái clip cho mọi người nha. Đấy, công việc thì Tùng vẫn làm nhưng mà khi nào rảnh thì Tùng sẽ cố gắng Tùng kiếm máy cho mọi người. Đấy, ok. Rồi. Chào mọi người nha.